Vâng. Ngon không? Ngon, quá ngon luôn. Mẹ anh đéo nghe em ông mẹ đi lừa cái xe thấp tiền tẹt. Đúng rồi đại ca. Anh chán quá mẹ anh này. Đấy, chạy vượt cả xe công đúng không? Đúng rồi, vượt cả xe công. Đúng rồi, mà cái xe của thằng nào mua phải nói nước. Đấy. Mẹ lên mẹ nó mố cầu rãnh cầu cái nó xịt xịt nhẹ không đấy. Ui giời. Ui giời, kinh chưa? Thế mới là xe công nhận đẳng cấp. Kiểu mẹ thế mới gọi là cưa rút chứ ai gọi là vai út đấy. Đúng rồi.